cái nhà phục thù lại á. Ra 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 ra. Lượm lên, lượm lên con đó nhà ơi. Đây. Đừng đơn giản là dính nó mọi người. Rồi đặt cái người này là qua được anh chuột để anh béo này cả nhà. Đó nằm cục của nhà phía dưới không. Rồi mình chào cả nhà ha. Thì nay mình tiếp tục quánh cái khúc đê nè cả nhà. Khúc này có người ta bơm nước dịch này nè. Nãy giờ mình thấy đường cũng im im bọn á. Nãy giờ mình chở mình đợi chuyển mưa cả nhà. Đó cả nhà thấy không, đen thui đó. Mình tranh thủ đặt, mình muốn quay lại cho cả nhà xem nữa. Bây giờ hết sọt rồi mọi người. Qua trời chỗ mình khi mưa đầu mùa cả nhà. Trời gầm ớn lắm. Thì mình tranh thủ đặt xiết xiết mình về mọi người. Giờ còn có sọt nữa. Rồi mình gài bẫy nha. Rồi nãy giờ mình gài bẫy chuột cơm cả nhà không xong rồi. Xuống đây mình gài lại cái bẫy chuột cống á. Mình gài cái điểm khác. Qua wow, cả nhà tối nó môi nó ăn cả nhà. Nãy mình hút trên đó cả nhà. Mình đi cũng phát hiện được chim hang nữa. Để mình gài dưới đây xong đi. Mai mốt mình đem mình đến nè. Tù nó môi này cả nhà ơi. Đây nè, dấu chuột cống ngon mày đó nha. Cống cái này còn con bự lắm mọi người ơi. Mình chưa bắt nó được. Mình gài cái này thủ cái hang bên đây nó qua nữa ha. Có cái đường đó, cái dài cái không? Ở bên đây qua thêm hang nữa nè. Mình gài đường sơ vậy đi. Để ngày mai mình đi chợ mình mua thêm 2-3 cái nữa mọi người. Mình có 2 cái đặt không hết. Không hết. Không đủ chứ. Ở trên phía tuốt trên đây nè, ở cái nhà thấy hàng cây xa xa đó không? Nó cũng có cái lụm trên đó đó. Con hàng cũng im lắm mọi người, có dấu mơ mồi luôn. Rồi, mình gài bẫy xong hết nha cả nhà. Ôi, mình đã đốt rơm, đốt khói. Rồi trời mưa nữa. Rồi, mình hẹn cả nhà tối đi thăm chuột với mình ha. Rồi, mình chào cả nhà ha. Thì nãy giờ mình thăm cũng được có con chuột nhỏ cả nhà. Tới đám ruộng nước và chiều mình đặt nè. Mình quay lại cho cả nhà xem luôn. Đây, được con chuột bự nè mọi người. Đó. Em bự đầu tiên nha cả nhà. Đám ruộng này người ta bơm nước dịch đó mọi người. Bữa giờ mình không có đám ruộng nào có nước đâu. Bữa nay mới có đám ruộng có nước nè. Sẵn mình quay lại cho cả nhà xem quả chuột này bự mọi người. Cả nhà, coi mấy cái đường chạy láng ghê không cả nhà. Đây nè. Đó, em chuột đau không, mọi người. Bây giờ chạy cũng khá khá cả nhà, mình không quay lại. Hai cái con nhiều lắm. Quá trời con chuột này nó bự mọi người. Nè, cái trên thì lộn của mèo. Cái dưới thì chạy được con. Mấy cái này trống không cả nhà. Mình đặt cũng khó đặt nữa. Đặt hên xui không à. Quá đậm chuột đá mọi người. Quá đủ nuôi. Cái này mau có ký lắm mọi người. Con chuột mà nó lì nó chỉ xuống cả nhà. Cả nhà mà vẫy thổi là nó hết hồn chạy à. Tắt máy được mọi người. Đây nó nha, làm được con nè, sát bên cái bẫy hồi nãy luôn. Cách có hai bước chân nha mọi người. Một tay mình gầy, tay ấy khó quá cả nha. Lâm em đó mọi người ơi. Ủa chuột canh canh luôn cả nhà. Nè. Thấy
mê chưa nè, con bự không ha. Đó, nhà thấy cái đường chạy tháng không? Đây là chỉ cái đường cho cả nhà thấy nha. Lụm em liền. Về với đội của anh. Qua chuột các cả nhà thấy đít đít vậy mà chứ cũng gần được 4 kg mọi người. Gần bằng hồi bữa chuột nhiều của mình luôn. Hồi bữa chuột nhiều á. Nhiều thì nhiều thiệt mà ký không có cái nhà. Tại nó nhỏ á. Con quá mà nó chuột bự không à. Nãy giờ mình đổ không được kha khá này cả nhà. Đó, thấy không? Chuột mà khuya rất khuya này đi thăm chuột bự không à mọi người. Chiều chỗ mình á cũng có đổ mưa đầu mùa á mọi người mà nhỏ quá. Không có lớn, chuột nó chạy cũng còn yếu rồi nè. Đổ cái mưa mà lớn mọi người ngập bờ luôn á. Con này bị kẹt cái đuôi. Là nó chạy dữ lắm cả nhà. Chiều chỗ mình mưa ướt áo rồi chứ không được lớn dữ. Ếch nó kêu quá trời luôn á mọi người. Mà sao không có mưa không biết. Được khoảng 2 kg rồi mọi người. Y như cái đêm trước mình thăm luôn. Chạy cũng được nhưng mà nhà chuột nó bự cái nhà, hoa có ký lắm. Hết 7 rồi mọi người, quá đầu chuột nào nè. Có mê rồi cả nhà. Có bự không à. Đó, cả nhà thấy không? Mình gọi về cho cả nhà dễ thấy nha. Lụt của mình. Nào đâu luôn. Hai con luôn mà. Vì thế nó phá đầu rồi cả nhà. Rồi, mình chào cả nhà ha. Cùng đi gom bẫy với mình nghe nha. Bây giờ mình chạy xuống cái lỗ này mình thấy cái đầu tiên này sao cũng thấy đứt rớt rồi mọi người. Không có thấy chuột nhúc nhích gì hết trơn. Xui hàng em một tiếng cho. Rồi. Trống lỏng mọi người ơi. Đường này hồi qua mình gài thấy đường cũng im lắm mà ta. Sáng ngày mặt trời đẹp mọi người ơi, mặt trời chưa lên mà màu đẹp quá trời luôn. Cũng khó luôn cả nhà ơi. Cái nhà có cái đường nó chạy nè, quá trời láng luôn kìa ta. Còn không có luôn, ba cặp rồi cả nhà. Nè cả nhà, cả nhà coi chỗ này chuột nó quằn nó chạy nè mọi người. Đó, hang hang hai ba hang liền nhau luôn chạy nè. Nhưng mà chạy yếu lắm cả nhà, chắc có anh em nào đặt trước rồi hay gì á. Quá là nó chạy luôn nè, nó nhát bẫy rồi mọi người. Được có con chuột có xíu rồi mọi người nè, chắc có anh em nào đặt rồi hay gì á. Quá trời chuột quằn luôn mà không có bẫy, chạy bẫy gì đâu. Trời được còn nữa. Bây giờ lấy ra cũng đỡ mọi người không chạy bọn gì đâu. Chỗ ngon nhất mà đi không chạy. Rồi, nó trước trớt luôn cả nhà. Qua đợt anh chuột đèn béo rồi cả nhà. Đó, nằm cục của nhà thấy ghê không? Chuột béo mọi người ơi. Trắng bao luôn cái bụng đó nè. Bây giờ chuột lứa nhiều đó nha. Chuột con ngon không à. Rồi, chào cả nhà ha. Thì nãy giờ mình cuốn xong sọc 7 rồi. Giờ mình đi thăm cuốn 20 cống mình qua đặt cái nhà phục thụ lại á. Ra 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 ra. Lụm lên, lụm được con đó nha ơi. Đây. Đường đơn giản là dính lắm mọi người. Con đặt cái đường này là không phải người kia ha.
ngồi cho thử dưới đây luôn. Ây da, làm vườn cặp luôn cho hên cả nhà ơi. Trời ơi, chạy được con chuột cơm cả nhà. Tức ghê không? Sợ mày luôn chuột cơm ơi, cái chuột cống ở đâu đi vô. Đường này đường chuột cống nè cả nhà. Thiệt tình. Nếu không ấy chắc có khả năng được cặp chuột cống luôn á cả nhà. Ôi trời ơi. Ăn mọi người ơi. Lượt người đến chạy lại nè cả nhà. Hai nhà luôn mới bắt được đó mọi người. Mình như còn một con nữa á, tại nó hai hang luôn kế nhau luôn mà. Một hang bên đây, hang bên kia mọi người. Lùa nó không chịu cả nhà. Con dễ lâu. Sợ mọi người. Nãy giờ mình dài đi, nãy giờ mình đi thăm cuốn 70 cơm á. Tới đây luôn chưa chạy được con nào đâu mọi người. Hai mấy ba chục cái vậy rồi. Gì đâu mà nó xui mọi người ơi. Hay là đây được con cống rồi cũng đấy. Rồi, nó đã hay cả nhà. Mình vừa mới nói xong đường cặp chuột nhỏ này cả nhà. Mini ha. Mini bự gì có chạy là mừng lắm rồi mọi người. Nãy giờ toàn là bảy trống không à. Ở nhà mình nãy mình mới đứng được ghi quay đó. Cái đây là được cặp vậy. Dạ không chỗ bỏ chuột luôn mọi người. Hai dính hai anh bự này không chỗ bỏ chuột luôn à. Ráng là tới cái xe mình bỏ lên xe. Sao mình cầm máy quay không vậy chạy chuột cả nhà. Mình để ý rồi đó. Nãy giờ tới đây luôn mới chạy lê rai lại là cả nhà. Đây. Em chuột lứa này ha. Bây giờ chuột lứa cái này nhiều mọi người. Toàn là chuột ngon không à. Cái này chuột dễ bán rồi nè. Mình không có chỗ để chuột. Để nó lên trên luôn rồi. Để nó dễ ship cả nhà. Anh cống tôi ảnh cứ xìa trong đó hoài. Làm cho mấy chuột cơm sợ hết trơn. Trời chuột nó sợ mới quay thiệt mọi người. Cái nào quay là không dài chạy luôn. Cho dù đường nó im cả nào im. Nè, đây là thấy không? Nó cắn lúa nó thả xuống nè. Thì mình sắp xếp mình sửa lại nha mọi người. Cái con cống này nó la làng vậy. Không có nổ đẩy gì được cơ. Nè, nha. Dữ ghê rồi mọi người. Ôi mới đây lộn mà anh không hiểu sao mà vô được chuột cơm này luôn. Nản thật sự. Thôi mình chụp tiếp lại mình đi cuốn tiếp cái đường ngoài bờ máng này nha cả nhà. Mình có vài chục cái ở đây nữa. Rồi có một chỗ kia 6 cái nữa tuốt trên đó. Ngoài chỗ này mình có đường mình chạy ngược ở trên đó mình gài. Rồi. Điểm này mình thua luôn cả nhà. Đây nè. Để có con chuột cơm mà bao nhiêu 7 ra đây nè. Thì cái điểm này hôm trước á, mình đặt là ít chạy rồi mà chiều á, mình lên đây mình đặt á, thì mình thấy cái chỗ này người ta bơm dịch á, cái đường cũng im. Lỡ rồi nắng lại dài thêm ngày nữa. Rốt cuộc rất lớn luôn. Rồi, bữa nay nữa mình bỏ khu này luôn mọi người. Không có chạy chuột gì đó. Cái lồng này không được có 4 con ở trên thôi nó cả nhà. Cái con này nó có 5 con. Cuộc mà đếm được luôn ở nhà thế. Thấy sợ chưa? Còn sọt nó đỡ hơn chút. Nhiều hơn, không biết gì con trong đó thôi. Ôi khu này. Sợ luôn mọi người ơi. Đường á rất là ổn nha. Cả nhà thấy là mê chết luôn mà nó không chạy. Thôi.
mình dẹp bẫy rồi mình chạy về đó mình cuốn 6 cái đó nghe nha. Nhiều khi 6 cái đó được 6 con luôn cũng không chừng. Rồi 6 cái một con nhưng mà 6 cái 6 con cả nhà ơi. Quá trời, bữa nay thất thu. Đây cả nhà, được khoảng 3 kg chuột với chuột cống à. Hết quá mọi người.